là tín đồ của NAT thì không nên bỏ qua em video này nha. Đây là video đập hộp em NAT trắng. Lâu vậy, dễ chạy không? 100ml. Đấy, gỡ mà hộp run tay luôn. Mình sớt rồi. Sợ những mà những nàng nào mà lần đầu tiên sử dụng nước hoa, mình khuyên là nên dùng cái lòng NAT, đặc biệt là NAT trắng, vì cái mùi NAT trắng nó rất là dịu. Không, tạo cho mình cái cảm giác mà quyến luyến bịn rịn mà chỉ muốn dùng mãi thôi. Đây là bên trong em nước hoa bạn của mình là bạn Elder Perfum nha. Trời ơi, đẹp thú hồn luôn. Em NAT này á, cái lần đầu tiên mà mình xịt á thì mình đã thoa lên cổ, và cái lúc đi về nhà tắm á, thì mùi hương nó vẫn còn ở quanh quẩn ở bên người với cái hương gỗ và cái hương xạ hương đặc trưng của NAT nha. Mùi hương rất là thanh khiết.